Năng ngày dương to mê rèn tích nó bị đổ mới nhóm ban thì dây hóa dòng pi ca tiên giờ ní dương pra mê giờ kẹt làm bị tiên giờ chia xanh dương một phở ní chẳng nó bị đổ ní nhóm nông bằng hai như là biết này ca chập do à quay để dương chia xanh để dương ban respond màu nâng đã cho được nông recycle view và dương chỉ ly xong rạp bằng hai nhé. Ok chẳng nhóm xong cho tới can layout và dương tọa máy nhóm xong thư ca designer screen năng lên vào đó. Ok nhóm lúc cháu hay nhóm cho tới recycle view. Ok ok để xa tại dương tư ca add nơi grid đo bảo vệ chân là nếp viên minh grid đo ô tô mình tính bây giờ dương add tử. Ok chân nhóm xong cho tới layout này hay nhóm ở pra nơi constraint thế. Ok nâng này chẳng hình ý nhưng xong đã idea viết em đã thả recycler recycler ví dụ. Ok hãy nhưng xong thưa ca bằng ca nơi custom layout và dương mũi card bây giờ mới nhìn lại một tháp card item product. Ok chẳng nâng bây giờ nếu dân mình dùng đồn pi nhầm chồng bằng hàng chập pi thế thì mỗi cư chú mua chú mua nâng detail. Ok anh chẳng là nếu nhầm xung quanh như đã rồi còn thánh hay ok tìm hiểu mỗi map match parent and rock content idea viết đặt hả thì ví nè dựng đặt tích sai ở vía chùm nguồn đọc trọng bày SP tích example mùi má đặt hả example. Ok hay color ở vía đặt hả color xanh chẳng hả hay anh ấy dùng xong thư ca đã nơi về crowd này viết đã ở phía riêng đặt không nằm về chọn đơn vị này phần đi mất năm nay hay bây giờ margin start from IDP margin add from IDP để kia chúng ta margin top from BDP được kia dương mình bao giờ margin và thon thế của về để dương miền mặt mãi thầm mãi thấm viên đường đỏ clear ở dưới là nếu nhung xung vô pending hàng khá nóng chùm nguồn from BDP. Ok hai nhung miền mùi tiết cứ nhung miền detail chẳng là nếu là TV detail chứ nếu như my orientation bảo viết cứ orientation bảo viết cứ vertical đặc biệt vì chỗ cái này. Ok chứ nếu như xung đồ bộ còn là mình thấy vì ớt xa thì dù bộ không ai quýnh hai anh ấy is the same. Ok chứ anh ấy dựng bàn khát mùi ấy chẳng là bây giờ dùng thời cao mà to tiết khi dùng được mình adapter mùi. Ok chẳng nhưng bậc cao adapter mùi dùng đã thái product product adapter adapter. Ok chẳng bậc ta adapter dùng thường mình cloud view holder và dùng mùi đây là cái nông ní mê riêng design cloud view nơi không chẳng là bỏ nhóm của mình miền bằng riêng hay đây chẳng nên là ai scroll từ mơ mê riêng chắc chắn bỏ nhóm để tên mùi design cloud view. Ok chẳng dùng xong bậc cao máu my view holder extend bị chênh p view holder chỉ clock thông một vía create constructor tụi tổ máu nhóm miên p field định mình nhắn cứ ở tv name
chỉ mỗi nâng TV detail. Nhóm ai nâng reference bia TV detail mà nâng ai thông view find view ID TV details TV name ai thông view find view ID TV name chân được nông adapter và dưỡng extend vi chân bi recycler view dot adapter và tỏ máu đặt class view holder và dưỡng chỗ dưỡng implement bay method chân được nông lý nhâm xung ở miền contact dưỡng mũi private contact để dưỡng bắt contact chỗ và tỏ máu dân miền ở nơi constructor dân mối ok đại constructor dưới dân bọc hành thích chỗ chủ mối nâng ở nhóm miền liên mối đảm bây dân bọc cho máu miền liên nực nông recycle view và dân chấn dân thờ đăng tha np để dân return p chê xanh và dân respond mà dân ta via respond chỉ kể chấn dân mưa nực nông clock call này mối để nhiều bạn phơ vì video muốn chúng nâng nâng class call này dương bàn dạy hỏi thay vì nâng response chi tùm rung class bạp này cứ phô cho class này bỏ dưỡng thì dương bàn và cả nâng chân xu thà ta vì return mà chị kể dương châu mới ní cứ chỉ link này để ta chân dương mơ thà ní cứ chỉ link này để ta bỏ dưỡng ok chân link này để ta chân nâng nâng recycle nâng nâng adapter bỏ dưỡng của dương tờ bỏ vía và phần thằng đại đảm bây ở vía ở score này lì phụ thà vía chỉ link chân dương chắp lý viên máu lý đề viên response nó bỏ cho một nâng adapter và dưỡng máu adapter và dưỡng nâng read mùi muối cho thực căn để recycle view và dưỡng okay. Chẳng dưỡng nguyên lý này product product response và dưỡng product response dot data data để data chỉ lý hai đấy mà dưỡng dot data đảm bây cho thì giờ fill vô viên mùi mùi ok chẳng là dưỡng đã tha product product list anh chẳng hạn đến nhóm xong bậc cao nữa object lìa hào mùi mở ok anh nhóm xong bậc cao nữa public method mùi cư method add item đảm bây giờ dưỡng add item dương thực bóc ba là mài tơ mùi ôi vía chỗ cư nhóm bó đôi khi nế anh đi vía dạ nực thông của sắc tới nhưng còn thể initialize object vía chẳng hạn đi dương thực bó class vía hai dùng IDs dot product smart product nó bây giờ dùng bao cho view mình data phần tái dùng thời gian tha còn lại này cứ view ban initialize object này nó bây giờ dùng bao cho view thôi mà ai refresh nó lý dùng mãn chân nó cái recycle view view mình method mùi dùng prai cứ notify data set change nó bây giờ mình data prai pro view nâng reload ao dùng ban ok còn lại này cứ return nhóm xong copy ok nhóm xong copy lại này mà cho mà nhưng chẳng anh ấy dùng oh sorry anh ấy dùng import class vía parent bảo viên ấy cứ chưa view group còn lại này cứ chia ai thông khác và dưỡng chẳng dùng to tờ khác và dưỡng cứ khác item product này chứ mỗi nâng view group ok anh đi return đi kia yeah. Chân cái lại này cứ chơi cái lại đại dân thơ gặp bàn phía vị chỗ nhưng chân cái lại này nhóm tăng nơi ở product response dot data dân mũi smart nâng tha data smart nâng hai lý bởi dân dot giờ tì tăng rồi với mùi mùi để tì tăng bởi dân dân tăng sải cứ vía vào vai ai vậy dân phở này cứ position này ok và toàn áp dân combine vi cho mới nhưng mà ai my view order và dân đo tất cả field name đo set text cho mỗi những data đo tất cả name hay my view order thì cái tv name set text data get detail yes lại ní dân tôi return chúng nó rô với ta rô với mà chẳng rô với cứ đài nó mới dừng giờ tạm lưu ở dưỡng đọt xài ok chẳng lại như dưỡng ba này mình chẳng dưỡng trời cho tự căn class man là thì và dưỡng quên
bắt đầu mà nó cái này cứ dùng từ cả ta sẽ bàn vị trụ nhưng chẳng cái này nhông xong initialize object via hồi máu chẳng cái này nhông miền ở private recycler view recycler view private adapter private adapter product adapter product adapter cái này nếu chúng ta ở layout mình tăng layout manager linear layout manager này this bắt đầu máu giờ recycler view set layout manager đặt layout manager dân châu máu initialize nơi adapter và dưỡng smart new adapter new product adapter body show ok hãy ao giờ recycler view và dưỡng set adapter đặt adapter dân châu màu đặt adapter dân châu màu ok chẳng phần này vì đi cho giờ ngày ok chẳng dân tự cho màu cái này ní cứ dân tự ta sẽ vía chẳng cái này ní em đã thả chúng đã thấy dương do ban hết dương do adapter và dương đơn end item dương bỏ đi hiện cho li và dương dương ban mình nói respond dot body dot get product ok ok chẳng nhôm ai chơi ca bàn xa mới bán nè ông này rin mưa e rừng ông này recycle view dương mình bằng hệ cái này ồ null object reference ok nhóm click find view id về ok chẳng dương ai recycle view dương dương find view id or dot id recycle view yes khi những bạn pi data chẳng ở nhóm ưu tiên ho nhóm cho được căn php my admin php php my admin ok vậy là call ho hả chẳng ở nhóm xong được căn php my admin nhóm đã nhóm bật căn lên màu phía tiền giá nhóm nhóm mở insert view màu phía tiền nhóm đã cho mô thá hello test one and this tell test one nhóm insert vi cho mà ok nhóm clear với nhóm bác xa mày đã xa tại dưỡng mình toàn thức miền refresh để chẳng nhóm xong mở ok cơn dụ bấy hello test one năng này chẳng nơi video nâng dương mình tập bản năng tế cực ca tiền giờ chia sàn bởi dương để dương bằng chạp màu nâng giờ màu bằng hai nhật nóng recycler view bởi dương chẳng nếu video tốt nhóm nâng thì dây ông bị ca phóng đề ta mà đồn chỉ thông mà đá dân và cho đề ta dân pra vì sản được nông PHP mà admin director mà đồn chẳng nếu video cái nhóm nâng thưa ca phóng bị mô bà nè thưa ca phóng bị mô bà nâng thưa chữ form đó đã bị cho title dù mùi nâng detail nâng phóng máu cho mà can đề đọc bây dân nâng nâng này chẳng dân nâng chụp nên nếu video bằng to tiền ok bye bye.